Đi ngay. Mới sáng ngày ra mày hãm tài rồi. Biết. Chủ bà cho chấm một bộ quần áo đi à. Bộ nào mà rẻ nhất đấy ạ. Vài cái đồng bạc lẻ mà đòi mua cả bộ đồ xịn á. Mày gan nhở. Điên ngay. Biết. Có chuyện gì đấy? Cô bé này không có tiền, cần một đống rẻ rách cái này mà đổi cá bộ đống đồ xịn của nhà mình chị ạ. Cô ơi, em cháu ốm nặng lắm, cháu còn sống được bao lâu nữa. Cháu muốn em cháu được một lần trong đời được mặc quần áo đẹp ạ. Cháu không có tiền nhưng cháu lấy hết quần áo của cháu mang ra đổi. Nếu mà không đủ thì cháu lấy lên cả dép của cháu ra đổi ạ. À, thôi không cần đâu con, thế này là đủ rồi. Mà còn thừa ấy chứ. Của cháu đây, cháu mang về tặng em gái nhá. Cháu cảm ơn cô ạ. Đúng là lũ chuột rán, chuyên đồ thừa. Hai ông con đừng ăn đồ ăn này, thức ăn này bẩn rồi ạ. Con tặng hai ông con hộp bánh. Cảm ơn cô, con cảm ơn cô đi con. Con cảm ơn cô ạ. Đừng bao giờ đem thức ăn ra để làm trò đùa. Con người sống thì phải biết có tình yêu thương. Cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy. Chào hai bố con, shop em mới về nhiều mẫu mới lắm. Ở bên này ạ. Hai cái ông cháu này này, săn nhanh rồi đi đi. Đứng lù lù như một đống rác ấy. Chào hai ông cháu muốn mua gì ạ? Tôi muốn mua một bộ váy đẹp đẹp cho cháu. Em bé dễ thương quá, bây giờ con đi theo cô tư vấn đồ cho con nhé. Vâng ạ. Con bé anh mày thì cũng làm mặc giống mình nhá. Chú, cháu không đi bộ này nữa, rẻ tiền. Con mặc chiếc váy này không đẹp ạ cô? Quan trọng là con thấy thích và mặc thấy thoải mái là được. Thế thì con lấy chiếc này cô nhá. Bán cái 1,2 triệu ạ. Đắt thế. Đợi bao giờ khuyến mãi rồi tôi mua. Cái con của tôi hết bao nhiêu hả cô? Dạ của hai ông cháu hết 2,5 triệu ạ. Tôi gửi cô. Dạ cháu cảm ơn ạ. Cháu gửi ạ. Con cảm ơn cô đi. Con cảm ơn cô ạ. Hai ông cháu về ạ. Vâng cảm ơn nhé. Chú ơi, chú làm rơi tiền này. À, cái con danh này, mày dám trộm tiền của tao đúng không? Đi theo tao lên vườn, nhanh! Đi theo tao lên vườn, nhanh! Đi! Con người là ai? Chú là người xấu, rơi tiền là giả, bắt cóc là thật. Chú đã theo dõi bạn ấy từ trước, rồi giả vờ là rơi tiền, rồi lôi bạn ấy ra một chỗ vắng để hành sự. Chiêu trò của chú không có mắt được mẹ con cháu đâu. Các người! Con không mau biến đi, không là tôi gọi công an đấy. Cháu gái, lần sau cháu đừng ra ngoài một mình, kẻo kẻ xấu sẽ làm hại cháu đấy. Bố mẹ con mất sớm nên chỉ có hai chị em chăm sóc nhau. Hôm nay là sinh nhật em con muốn cho em một bất ngờ nên mới đi ra ngoài một mình ạ. Vậy thì shop nhà tớ là đỉnh của shop rồi, đi theo tớ. Đây này, đây là của cậu của em cậu đấy. Tớ cảm ơn. À, đẹp quá. Hai bố con muốn mua trang phục như thế nào? Con muốn mua một cái váy thật đẹp sinh nhật năm nay của con. Mẹ con sẽ về đám tiệc của gia đình con đấy. Vợ tôi là y tá, cô ấy công tác ở tuyến đầu phòng chống dịch. Hay là chú mua xếp mẹ bà bè giống như hai mẹ con cháu đang mặc này. Super light. Đây, trang phục đây con chọn thử đi. Tôi là chồng của Vân đây ạ. Sao ạ? Bố ơi, bố sao thế bố? Mẹ con sẽ không về với bố con mình nữa đâu. Vì đã có một người mẹ anh hùng như vậy. Mai này lớn lên, tớ nhất định sẽ xung phong ra tuyến đầu chống dịch giống mẹ tớ đã từng làm. Cô ơi, mấy ngày hôm nay bố con tôi chưa được ăn cái gì rồi. Con tôi đói quá. Cô có thể cho tôi xin miếng bánh mì này được không ạ? Đấy, nhặt lên mà ăn. Đã đói với mồm rồi lại còn xí. Bánh đấy bẩn rồi, con đừng ăn bánh đấy. Thôi ăn bánh này đi, ngon lắm. Thôi không cần đâu ạ. Bố con tôi không dám ạ. Hai bố con cứ nhận đi. Anh có muốn vào làm trong công ty của tôi không? Dạ, có ạ. Anh nhận lấy chiếc túi này đi. Đây là sản phẩm của công ty tôi, tặng cho hai bố con. Trong này còn có cả địa chỉ công ty nữa. Ngày mai anh tới phỏng vấn nhé. Tôi cảm ơn cô ạ. Mẹ con tôi đi trước đây. Mình đi thôi con. Mẹ ơi mẹ, sao mẹ vui thế? Vì mỗi lần làm được việc tốt, thấy người khác hạnh phúc thì trong lòng sẽ thấy vui con ạ. Thế sao con lại cười? Bởi vì các con vừa làm được một việc tốt mẹ ạ. Mẹ ơi, con cũng muốn được một lần chụp ảnh trong đời ạ. Đi vào đây con. Chị ơi, chị có thể cho con em chụp một kiểu ảnh được không ạ? Đây ạ. Em có từng này tiền, có đủ không ạ? Chị em tôi đâu phải cho chụp ảnh. Hai người mau đi đi. Bác sĩ bảo là con bé có một khối u trong đầu, nó không còn sống được bao lâu nữa. Mà hai mẹ con em thì lại không có tiền đến tiệm chụp ảnh. Thôi con không bảo nữa đâu. Con chỉ cần được ở bên mẹ cả đời thôi. Mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con khổ. Em dắt cháu bé vào trong shop, thay một chiếc váy thật xinh đẹp để ra chụp ảnh nhá. Dạ vâng ạ. Cháu cười lên nào. 1, 2, 3. Ảnh của con bé này. Con bé xinh quá. Em đứng vào đi, chị chụp cho hai mẹ con một kiểu. Nào em gái cười lên nào. Anh nói anh yêu tôi mà anh đi cặp kè với cô ta à? Này, cô nhìn lại bản mặt cô đi nhá. Đã nghèo còn xấu, tôi phải yêu lại mặt hạng như cô à? Anh ơi, em xin anh đấy. Anh thương lấy con của chúng mình đi, nó cần có bố. Mặc anh... xác mẹ con cô, đừng có vu vạ tôi nhá. Không, đừng có trách tôi. Anh dừng lại ngay đi. Tiểu thư không sao chứ ạ? Tiểu thư á? Đúng vậy, cô ấy là tiểu thư, con gái của ông trùm kinh doanh chuỗi thời trang trẻ em này. Tiểu thư muốn về biệt thự hay là penthouse để nghỉ ngơi ạ? Cái con siêu xe gì mà không có mui ấy, tiểu thư mua tận 10 mấy 20 tỷ. Em đi chả thấy quen gì cả. Mình cứ đi tạm với con xe này này, có 10 tỷ thôi, vừa mát vừa khô. Hay là để anh đưa. Cái loại tham phú phụ bần như anh ấy thì đừng có mơ. Đẹp như thế này mà xeo rẻ thế. Cháu chọn chiếc này trước rồi, chú nhường cho cháu được không ạ? Trên kính ấy, dưới nhường, nhưng mà tao ấy thì không biết nhường ai hết. Còn mỗi chiếc này giảm giá, cháu không đủ tiền, chú nhường cho cháu được không ạ? Tao không nhường. À, con này đưa tao, đưa đây không, bố ạ. Thôi, mày đấy. Con làm rách chiếc áo này, con phải đền đấy. Mà cô ơi, là do chỗ kia mà. Con làm rách áo của cô rồi, bây giờ cô cũng làm rách áo của con. Như vậy là hòa. Chiếc áo này cô tặng cho con đấy. Con cảm ơn cô ạ.